Ly qua lấy nước uống đi con, Ly. Ôi, à, ngồi xuống đây mà cởi mũ ra, cởi mũ ra, cởi mũ ra. Ôi, ôi. Nào, con làm hỏng cái rút rồi thấy không? Thì mày phải buộc thấy không? Con quá. Qua lấy nước uống đi con Ly. À, đi qua đây mẹ gỡ cho, đi qua đây. Ôi rồi. Ngồi xuống đây, ngồi xuống đây mở cho. Ôi, đi nắng về nắng quá. À, xuống bếp lấy dĩa con, Ly, xuống bếp lấy dĩa mẹ xuống bếp. Đây. Đi với mẹ, đi với mẹ nào. Từ từ con, từ từ đã. Ôi. Đói bụng rồi nha. Người khác nhé. Thế không? Ngon quá. Ngồi té nè. Nãy giờ ăn mẹ quên nói Ly Ly là bánh gì rồi Ly à? Đây là bánh bò lá cẩm nha. Bánh bò lá cẩm. Mẹ quên nói con là bánh gì mất rồi mà Ly ăn luôn. Mỗi khi đi hay tò mò mà. Bên đây không tò mò ăn bánh gì nữa hả? Ngon con. Ngon á. Ngon thế nào nói mẹ nghe coi. Ngon thế nào nói mẹ nghe coi. Thế Ly thích đi chợ với mẹ không? Có. Thích đi chợ, mai đi chợ với mẹ tiếp nha. Ly, mai đi chợ với mẹ nữa không? Không á. Không hay có. Đi chợ gặp bao nhiêu là người. Nha, đi nha. Thích ơi là thích nha. Ngon. Ơi. Quay mẹ ăn với mẹ nào. Quay ăn với mẹ nào. Dạ, ngứa không? Ngứa nha. À không á, rồi để đây. Làm nước đây nè. Ăn từ từ thôi con, từ từ đừng có nhồi như thế đầy hai túi ấy. Ơi. Đi đâu con? Tê đi. Đi ơi. Nhì con tê thay đây này, kiếm gì vậy? Ui, nước hôm nay bằng đi kiếm gì? Ăn hết rồi mẹ mình cho ăn tiếp. Ồ, ok.
Nó đầy quá hả con? Nước sao lại trắng? Ngay con, nghe kỹ vào. Nào, đi ơi, bây giờ nha, con uống nước này con, uống nước đi. Uống nước cho nó đỡ nghẹn nào. Bây giờ nha, con ngồi đây nha, con nhai hết trong miệng đi, hoặc là con được uống nước. Khi nào con nhai hết trong miệng rồi mẹ lên mẹ cho ăn tiếp nha. Mẹ xuống bếp mẹ có việc tí con nha. Giỏi. Rồi ngồi đây cho mẹ nào. Bánh này là chưa được ăn đâu, khi nào ăn hết trong miệng. Nào nào nào. Khi nào ăn hết trong miệng mẹ sẽ lên mẹ sẽ ăn tiếp nghe chưa, giờ dừng lại con đang nhai hết trong miệng đã nghe không con. Giỏi, ngồi đây giờ mẹ nha, ngồi đây nhai hết trong miệng đi, mẹ xuống bếp mà có việc tí. Ăn hết chưa? Không ăn hết chưa? Rồi lên với mẹ nè, lên đây với mẹ nè. Ăn hết trong miệng rồi hả? Còn xíu thôi hả? Con muốn ăn nữa không? Con muốn ăn nữa không? Có. Rồi mày xé ra ít nữa nha. Đây 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 nè. Đây. Ăn như thế thôi nha. Ăn nhiều không tiêu hết được ấy. Bên đây ngoan thế. Nãy giờ có ăn đủ miếng nào không? Nãy giờ con ăn miếng nào trong dĩa không? Không có luôn hả? Ôi, giỏi thế. Không ăn luôn. Nào, cái bàn ăn chứ các bàn ngồi đâu con. Bàn để đồ ăn chứ các bàn để ngọc lily lên đâu. Đúng không?
Nhai đi, nhai đi con. Đi cứ ai bao nhiêu cứ ngồi hết. Gì vậy? Hàng xóm. Có miệng ăn ngon không? Hình nước con đây. Rồi. Cho mẹ ăn với. Cho mẹ nghe, cho mẹ nghe. Lê ơi, cho mẹ nghe. Ừ, cho mẹ nghe. Nào, chia sẻ mẹ nghe. Ôi, ôi ôi. Đi nha, nhớ nha. Nào, đưa tay, mẹ lau tay cho nào. Quay qua đây, mẹ lau tay cho. Đấy, tay đâu, tay xinh đâu, tay xinh đâu rồi, đây coi. Rửa cái miệng này. Rồi, đi chơi đi, đi qua nhà con chơi đi, đấy, qua nhà con chơi đi.